Anh Tuấn ơi, em với bạn gái quen nhau một thời gian khoảng mấy tháng. Em cảm giác muốn che chở, rung động trước bạn gái. Khi em bị stress, bạn gái gọi em liên tục, không nghe máy mấy ngày liền. Khi em bị stress, bạn gái gọi liên tục, em không nghe máy mấy ngày liền. Sau đó em gọi lại nhưng do cách hành xử nói lại của em dại dốt quá, nên bạn gái cũng dần xa cách khoảng 6 tháng rồi. Trời, giờ em có thỉnh thoảng qua nhà bạn gái muốn chinh phục lại, nhưng bạn gái có vẻ quyết tâm lắm bạn. Bạn gái bảo không hợp vì giao tiếp không tốt, với không làm được em ý cười. Em cũng nhận thấy vấn đề ở chỗ đó. Giờ nhắn tin với gọi điện em ý đều không nghe máy, nên em thỉnh thoảng qua nhà gặp. Em muốn chinh phục lại em đó. Anh cho em chút lời khuyên em nên làm lúc này không ạ? À? Anh cho em chút lời khuyên nên làm lúc này không ạ? À? Ok, lời khuyên cho em. Anh không biết tại sao ngày xưa bạn gọi em tới cỡ đó mà không trả lời, thì anh chẳng biết chuyện gì xảy ra trong đầu em. Nhưng mà bây giờ xác nhận lại, cái cảm giác rung động của em còn cho bạn ấy khá nhiều. Bạn ấy ngày xưa bị tổn thương, mà cái cảm giác của bạn ấy cho em nó chưa được thành lập mà bạn bị tổn thương, bây giờ bạn bỏ đi. Cái em cần làm bây giờ là gì biết không? Em cũng đang bị lọt vào một cái cảm giác mất năng lượng á, tức là em bị phụ thuộc, tức là em cần người bạn gái này nhưng mà em lại mất năng lượng, cho nên trong cái giao diện của em bây giờ toàn là những cái là năn nỉ, những cái là tức là em đi cố gắng đi lấy lại người bạn gái này trong một cái bộ dạng, một cái tâm trạng đau đớn buồn bã. Buồn cái đó hoàn bên đi, em phải tạo ra cái niềm vui và cho bạn gái em thấy là em đang sửa chữa, chứ không phải là lại đó phát cái bộ mặt sầu và năn nỉ. Trong tình huống này không làm nó được, em phải làm ra những cái điều mà bạn ấy vui. Như em có nói một cái dấu hiệu là em không làm bạn ấy cười được, chính xác là tại vì em đang luôn đi tìm, đi theo cái phương pháp là mình anh buồn quá tôi cho anh năn nỉ này nọ, cái đó hiện tại không ra kết quả. Em phải pha, tức là em phải giải quyết cái đó bằng một cái gì đó nó có cái nỗ lực trong đó và nỗ lực tạo niềm vui, chứ không phải nỗ lực theo cái kiểu là anh buồn quá, anh lỡ anh làm đi anh buồn quá không có tác dụng. Tại sao là bạn này chưa có cái cảm giác đủ lớn với em mà bị tổn thương? Tức là sao biết không? Em phải nỗ lực tìm cái vui và em phải làm nó một cách kiên nhẫn. Em rủ đi chơi, em lên những cái chương trình, những cái kế hoạch, ok, mà em cho bạn cái cảm giác là nếu em không đi á là nó sẽ có một cái tổn thất lớn cho anh, và anh sẵn sàng chấp nhận cái tổn thất lớn. Và em phải cho bạn gái em thấy cái nỗ lực đó của em thì người ta bạn thấy, sao biết không? Cái tội nghiệp cha này của anh cha đã rủ mình đi chơi mà thấy đi chơi cũng thấy nhiều cái cũng thích lắm á, nhưng mà tại vì đang căng với anh cha cho nên là từ chối một hai lần, nhưng mà thấy tổn thất quá thì thôi chỉ có đi một hai lần. Thì từ những cái đó dần dần á em bắt đầu mới chinh phục bạn gái của em. Đó là cái hướng cho em, tức là hiện giờ em đang cố gắng đưa ra năng lượng tiêu cực để mong giải quyết vấn đề. Ngược lại em bây giờ phải đưa ra cái cảm giác tích cực và cho bạn ấy thấy là những cái tích cực này em làm để bù lại và chứng minh với bạn là em có tình cảm với bạn. Hãy thiết kế ra những cái buổi đi chơi, hãy viết thư. Phụ nữ thích đọc lắm, em nên viết thư, em nên viết cho họ, họ thích đọc lắm. Em nên viết ra những cái lâm ly bi đát, em mới viết ra em giải thích và em mới thú nhận là em có tình cảm với bạn quá lớn, cho nên là đó là những giải thích từ những cái hành động đó và em có tình cảm. Em viết đi, em viết nó phê lắm, phụ nữ đọc người ta phê, phụ nữ kỳ lắm, cái não họ họ đọc họ phê hơn nghe. Đó là em nên viết ra và em thiết kế ra. Em một vài lần đi chơi nha, không được em nói là em có biết không, lần đó anh đặt một cái buổi đi chơi ở khách sạn năm sao gì đó, Caravelle hay là Park Hyatt hay là ở Sofitel hay gì đó, anh đã chuẩn bị anh đặt ở đó rồi, nhưng mà bữa đó anh không muốn nói với em, không dám nói với em là tại em sợ sợ em bị từ chối. Rồi anh chuẩn bị xong rồi bữa đó em không đi, thì thực ra anh lại nhận ra một bài học, đó là phải nói với em. Và tức là anh rất muốn nhưng mà anh lại sợ là em từ chối nếu em biết, cho nên anh không nói. Nhưng mà anh không nói không được rồi, cho nên là bây giờ anh quyết định là anh nghĩ anh phải nói, cho nên hôm nay anh quyết định anh tổ chức ở chỗ khác là một cái gì đó cho em, rồi chỉ muốn để cho em tới đó em vui thôi. Giả sử em tới mà em không vui thì anh sẽ đưa em về, anh sẽ chấp nhận. Tức là thế mình dùng những cái giống như là mình hạ mình xuống á, em cứ tới đi, nếu mà em cảm giác không vui anh chở em về, hay là em muốn làm gì anh sẽ làm cho em ngày hôm đó, không có áp lực gì hết, hoàn toàn không có áp lực. Ok, thì em phải làm những cái điều đó, em viết ra, em làm những cách thê thảm vậy đó, nhưng mà với cái năng lượng tích cực, tức là mình quỳ xuống nhưng mà với nụ cười trên môi, hiểu không? Đó đó là cái hướng cho em, hiểu không? Quỳ xuống nhưng với nụ cười trên môi và với những cái hành động vui. Okay, hên xui em, hên xui có bộ căng rồi đó. Chồng em là người sống vì bạn bè mà ít quan tâm đến vợ con, em giờ không biết phải làm gì, em bế tắc lắm, anh tư vấn giúp em. Em ơi, thực ra chồng em không phải là người sống vì bạn bè, chồng mà nói như này cho em hiểu này. Chồng em là người tìm được niềm vui trong việc giúp người khác. Thì tại sao mà ít quan tâm đến vợ con?
là vì cái tình cảm của anh ta dành cho vợ con không nhiều. Điều này nó không có gì lạ, đây là một cái hiện tượng khá là bình thường mà phụ nữ hay là ở trong một số gia đình người ta gọi là chỉ lo chuyện bao đồng, chuyện nhà không lo, lo chuyện người khác. Em ơi, để anh nói cho em cái gút chỗ này nha, là tại vì lúc anh ở nhà, anh ta ở nhà, anh ta làm những cái thứ ở nhà, anh ta không cảm giác được hạnh phúc, anh ta không lấy được cái gọi là cái dopamine trong người anh ta, và anh ta làm cái điều đó với người khác, anh ta nhận được cái dopamine đó, anh ta được cái serotonin, anh ta được cái oxytocin, anh ta được những cái cảm giác hạnh phúc nó tiết ra khi anh ta làm cho người khác. Thế thì tại sao ở nhà lại không được mà ra ngoài làm được? Cái đó nó nằm ở trong tay em đó, đọc vậy đó. Mà cái này là điều đáng mừng nếu nó nằm trong tay em, là vì từ nào giờ em làm gì không biết, nhưng mà anh ta làm nhà anh ta không thích, anh ta không sướng, nói đơn giản vậy. Nhưng mà anh ta làm cho người ngoài anh ta được sướng, bạn bè nó khen, người ta công nhận, người ta cảm giác hạnh phúc, anh ta mở cửa cho người khác cười. Còn em mở cửa cho em, nhiều khi em thờ ơ, đúng không? Hay là anh ta mang tiền về cho em cảm giác là làm gì mang không đủ vậy? Tại sao lương ngày 1 mà hôm nay ngày 2 mới đưa? Tại sao kỳ tháng này mang về thiếu hết 50 ngàn? Tại sao vậy? Lương anh mang về 100 triệu, tháng này mất 50 ngàn, 50 ngàn để đâu? Còn trong khi bạn bè anh ta mua anh cho 1 ly trà sữa, bạn 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 bè anh ta cười vui và cảm ơn anh ta. Anh ta không có được cái niềm vui đó ở nhà. Nó nằm trong tay em á, nó nằm ở trong cái phần gọi là chỉnh sửa hôn nhân đó. Nó nằm ở trong phần đó đó, nhưng mà tại vì em chưa có nắm ra được. Và ở trong cái em gọi á, nó có cái phần gọi, cái phần nhận định của em á, nó có tính ép cái người đàn ông này là sai. Em đang nghĩ mặc định, nhưng mà đúng là nó nằm bên phần em á. Em phải làm sao cái nhà là chỗ người ta thích về đi. Không có ai mà lại tự nhiên như vậy cả. Người ta xây ra cái người ta, nhưng mà rốt cuộc lại ra chỗ khác để xây, là vì ở chỗ này người ta không được hạnh phúc. Nếu em đi theo cái dấu, cái đầu mối đó, em lần từ từ, mà em phải có kiến thức. Em không kiến thức thì em sẽ mù tịt. Khi em không kiến thức em sẽ hỏi theo kiểu đó. Chồng em làm một người sống người khác? No. Người nào người ta cũng sống vì mình trước cái đã. Nhưng mà ở trong cái chỗ mà anh ta gọi là tổ ấm, nó bây giờ nó thành tổ lạnh. Và anh ta không thích lạnh, anh ta qua chỗ khác. Em muốn được cái điều đó, em phải hiểu được những cái kiến thức trong hôn nhân, cái gì là cái cần ở đây. Nói cho em một cách đơn giản hơn, cho rõ hơn này, là những cái nhu cầu ở trong cái hôn nhân của em đó, nó không được thỏa mãn, anh ta không tìm thấy sự đáp ứng với những cái nhu cầu đó. Giống như một cái nơi mà em ở mà em có đồ ăn, có thức uống, không được ấm, không được gì, thì em sẽ đi đâu? Em kiếm cái chỗ khác có đó. Và đó là bản năng sinh tồn nha. Đó, cái chuyện đó là chuyện bình thường thôi. Chào anh, em nhắn tin với một bạn được 1 tháng, bạn ấy có quan tâm em, có chia sẻ với em về áp lực gia đình, bạn ấy đi đâu làm gì cũng có nhắn tin em, mà tụi em có đi cà phê 2 lần với nhau. Nhưng đột nhiên mấy ngày nay bạn ấy ít nhắn tin em lại. Em biết bạn ấy đang bận công việc cho những ngày sắp tới, những gì làm, nhưng làm gì có ai bận đến nỗi cả ngày một tin nhắn cũng không có. Đến tối bạn ấy nhắn em ngủ ngon rồi im lặng cả ngày nay, cho em hỏi em nên nghĩ về bạn ấy như thế nào. Ồ, thì bạn ấy là người bạn của em trong một cái thời gian có những cái nhắn tin, chứ giờ có gì đâu nghĩ em. Hỡi phụ nữ, bạn đang mong đợi điều gì trong đầu vậy? Em đang mong đợi cái gì trong đầu vậy? Em đang mong đợi cái gì trong đầu vậy mà tại sao em lại hỏi? Em ơi, cuộc đời anh không biết anh nhắn tin cho bao nhiêu người phụ nữ. À, thật sự anh không biết. Anh có thể nhắn cho hàng chục ngàn người. Và anh nhắn tin với họ nhiều khi 1 2 ngày, 3 4 ngày sau anh không nhắn nữa. Ủa, bình thường mà anh không biết. Em ơi, câu trả lời cho em là tại vì em đang nghĩ anh ta yêu em, trong khi thực tế thì không. Có vậy thôi. Em chỉ là một cái người, đúng chữ em dùng, là một người bạn. Và một người bạn trong một giai đoạn nào đó, anh ta chỉ nhắn tin cho em về quan áp lực gia đình vậy thôi. Hai người đi chơi với nhau 2 lần có vậy thôi. Và đi 2 lần đó xong anh ta xác nhận là mình không có tình cảm á, mình chỉ là bạn bè thôi đó. Tức là sau 2 lần đó anh ta cảm giác là đây là một người bạn của mình. Vậy thôi. Em nên nghĩ về bạn ấy như thế nào? Em nghĩ chính xác cái mà em đang gọi đó. Bạn ấy là bạn em. Có vậy thôi, đâu có gì đặc biệt đâu. Cho em hỏi, em và ảnh tìm hiểu nhau cũng lâu nhưng ảnh nói ảnh chưa sẵn sàng với bất kỳ ai, này là sao ạ? Em ơi, câu đó có nghĩa này nè, anh chưa sẵn sàng với ai hết, trong khi em với ảnh tìm hiểu lâu. Em hiểu câu đó là gì chưa? Anh không muốn cưới em, đó là câu trả lời đó. Nhưng mà anh nói là anh chưa muốn sẵn sàng với ai, nghĩa là anh chưa muốn cưới ai hết. Ông thần tìm hiểu 2 người gọi là tìm hiểu lâu mà anh nói anh chưa muốn cưới ai hết. Câu đó có nghĩa là trả lời cho em á, là em là một trong số đó đó. Nhưng mà anh dùng chữ là không có với ai hết, là anh ám chỉ em á, là anh không cưới em. Anh nói nó ra hơi nặng tí xíu để em hiểu được, hiểu không? Anh ta không muốn cưới em, và cái đó rất là hợp lý.
vì em nói là tìm hiểu nhau cũng lâu, nên nhớ là cái tìm hiểu lâu thường không chắc chắn 100%, nhưng thường nó là dấu hiệu của cái việc không yêu được. Tại sao ông yêu được? Là vì trong cái quá trình hành xử đó nó có những cái lý do mà anh không biết. Cái đó là cả một cái khối kiến thức về hẹn hò, mình phải phân tích mới biết được làm cái gì xảy ra, tổn thương xảy ra, nhàm chán xảy ra hay cái gì không biết. Nhưng mà trong cái phần đó nó đã không dẫn tới cảm giác follow, cảm giác yêu đủ lớn để cưới. Bởi vậy mới lâu, còn nếu đủ lớn không có lâu. Hiểu không? Lâu là một cái dấu hiệu thường là của sự rắc rối. Cỡ 3 4 năm mà trở lên là thấy căng rồi đó, là lành ít dữ nhiều á. Ok. Thì đó khi em nói là hiểu tìm hiểu nhau cũng lâu nhưng mà anh ta chưa cưới thì đó có nghĩa là việc của em đang xấu đó. Khả năng cực kỳ cao. Ok. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe. Sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới, bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.